Theo thông tin từ Đài Seven News của Úc, năm du học sinh Việt đến học tại trường Trung học Hamilton, thành phố Adelaide theo diện trao đổi đã lần lượt biến mất không dấu vết vào những thời điểm khác nhau, trong đó có trường hợp đã không thể liên lạc được hơn 4 tuần qua. Gần đây nhất Sunny Nguyễn, 17 tuổi, không trở về nhà gia đình giám hộ người bản xứ Host Family ở South Lampton hôm 8 tháng 1. Điện thoại của nữ sinh này hiện đã bị ngắt liên lạc và các tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa sạch. Bà May Zervas, chủ nhà của Sunny Nguyễn, bày tỏ sự lo lắng. Bà cũng cho biết khi sống ở Adelaide, cô bé khá hạnh phúc. Do đó đây không phải là dấu hiệu Sunny muốn bỏ chạy hay trốn lại vì thị thực vẫn còn hiệu lực trong 3 năm tới. Theo người phát ngôn của Hội phụ nữ Việt Nam tại Úc, bà Liên Nguyễn Navas, đây là thời gian các trường ở Úc cho học sinh nghỉ hè, rất có thể đây là trường hợp những đứa trẻ 17 tuổi muốn tụ tập đi đâu đó mà không báo cho ai biết. Trả lời tờ Daily Telegraph, một phát ngôn viên của cảnh sát Úc thông tin rằng gia đình giám hộ đã trình báo về việc các thiếu niên Việt Nam mất tích vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dựa trên tất cả các hướng điều tra hiện tại, cảnh sát Úc cho thấy một số em có thể đã đến tiểu bang khác và vẫn còn ở đó và chưa có thông tin nào cho thấy các em đang gặp nguy hiểm. Giới chức Úc hôm 11 tháng 1 tuyên bố đã tìm thấy một trong số những du học sinh Việt mất tích, song vẫn còn 4 trường hợp chưa có tin mới. Cảnh sát Úc cũng đang kêu gọi ai có thông tin thì hãy đến trình báo và hỗ trợ công tác điều tra.